Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giao tiếp hàng hải phần 2. Câu đầu tiên, currently. Đầu tiên mình sẽ đọc chậm từng từ cho các bạn nhé. Currently, the ship is still on the right route. It is expected that in 30 minutes, it will be close to the that ship. Câu này có nghĩa là hiện tại tàu vẫn di chuyển đúng lộ trình, dự kiến 30 phút nữa sẽ tới gần tàu đó. Thì trong cái câu này có một số chỗ, một số từ mình cần lưu ý cho các bạn như thế này. Cái từ đầu tiên các bạn nhớ đọc là âm này âm á nhé, khá, khá rần. Nếu như phân tích nó ra thì nó có cả âm t nữa. Nhưng mà khi chúng ta đọc nhanh thì chúng ta có thể lướt qua âm T này. Khi đọc chậm thì các bạn bắn hơi âm T như thế này. Currently. Nhưng mà khi đọc nhanh các bạn bỏ âm T luôn nhé. Không quan trọng đâu, các bạn bỏ luôn. Người ta vẫn hiểu được. Các bạn đọc là currently. 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 Và cái từ tiếp theo cần lưu ý nữa là từ này các bạn. Các bạn đọc là route. Âm U nhé. Coi như âm O ở đây nó không tồn tại. Và âm E cũng vậy, coi như không tồn tại luôn. Chúng ta chỉ quan trọng âm U và âm T thôi. Các bạn đọc là route, route. Từ tiếp theo là từ này. Các bạn lên giọng âm thứ hai, âm back. Xuống giọng âm đầu tiên, X. Các bạn nhớ có chữ S nhé, X. Expected, expected. Cách thứ hai các bạn đọc là âm T luôn. Expected, expected. Cách nào cũng được. Bây giờ mình sẽ đọc nhanh lại cho các bạn. Currently, the ship is still on the right route. À đúng rồi, có một lưu ý nữa là chữ right. Khi đọc chậm thì các bạn bắn hơi âm T cuối. Nhưng mà khi đọc nhanh thì các bạn có thể lướt qua nó. Các bạn không cần âm T nữa. Các bạn có thể đọc là right, right. Currently, the ship is still on the right route. It is expected that in 30 minutes, it will be close to the that ship. Ở cái câu này các bạn có thể bỏ âm tờ này đi cũng được, các bạn có thể bỏ chữ tờ này đi, that ship thôi cũng được, hoặc là dùng the ship. Mình đọc lại cho các bạn. Currently, the ship is still on the right route. It is expected that in 30 minutes it will be close to that ship. Nên mình chỉnh lại cái chỗ này. Câu tiếp theo. Continue moving and broadcasting. The speaker check who the opponent is. Ở trong cái câu này thì có một số chỗ các bạn cần lưu ý như sau. Đó là từ đầu tiên các bạn đọc là continue. Continue. Âm thứ hai lên giọng nhé, âm T. Continue. Moving and cái chữ này các bạn đọc là lên giọng âm đầu tiên này, broad. Âm đờ nhé, broad. Casting, broadcasting, broadcasting. The speaker check who T các bạn nhớ nhé, T. Chữ này đọc là T. Nó đọc là T tại vì là nó đứng trước cái nguyên âm này, âm O các bạn nhé. Từ này đọc là opponent. Lên giọng âm thứ hai, opponent. Mình sẽ đọc nhanh cho các bạn. Continue moving and broadcasting. The speaker check who the opponent is. Câu này có nghĩa là tiếp tục di chuyển và phát loa thông tin, kiểm tra xem đối phương là ai. Mình đọc lại thêm một lần nữa. Continue moving and broadcasting. The speaker check who the opponent is. Câu tiếp theo. Yes, I will convey it. Ở đây chữ này các bạn cần lưu ý, chữ này có nghĩa là truyền đạt. Nó trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai, âm V.
Âm đầu tiên đọc là khờn, khờn vây, khờn vây, khờn vây. Chữ vây này giống như vây cá trong tiếng Việt, khờn vây. Và câu này đọc nhanh là Yes, I will convey. Yes, I will convey. Vâng, tôi sẽ truyền đạt lại. Câu tiếp theo. Also call the mate to hear for me. I have a problem to discuss. Discuss. Âm này âm á các bạn nhé, discuss. Và kết thúc bằng âm sờ. Ở đây các bạn có một chỗ các bạn có thể nối, đó là chữ have với a thành have. Khi nối thì các bạn đọc như là I have a problem to discuss. Cái chữ đầu tiên này các bạn có hai cách đọc. Cách đọc đầu tiên các bạn đọc hơi giống âm o một chút, đọc là also, also. Cách đọc thứ hai thì nó hơi giống âm o, also, also. Cách nào cũng được. Also call the mate to hear for me. I have a problem to discuss. Câu này có nghĩa là ngoài ra gọi thuyền phó vào đây cho tôi có vấn đề cần thảo luận. Mình sẽ đọc nhanh lại cho các bạn. Also call the mate to hear for me. I have a problem to discuss. Câu tiếp theo. If there is a problem, contact me via the switchboard. Câu này có ý nghĩa là nếu có vấn đề gì hãy liên hệ với tôi qua tổng đài. Ở trong này có chỗ cần lưu ý, đó là các bạn nhớ chữ via. Chữ này có nghĩa là qua cái gì đó, qua tổng đài hay là qua điện thoại gì đó, qua, thông qua. Và cách đọc của nó có hai cách. Cách đầu tiên các bạn đọc là âm y nhé, via. Cách thứ hai là via. Cách nào cũng đúng, via hoặc via. Cái từ thứ hai các bạn cần lưu ý là từ này, switchboard. Kết thúc bằng âm d các bạn nhé, switchboard. Mình sẽ đọc nhanh lại cho các bạn. Và có một chỗ trong này các bạn có thể nối nữa, đó là chữ there is thành there is. Các bạn đọc lại là if there is a problem, contact me via the switchboard. Cách thứ hai các bạn có thể nối chữ is với a thành is luôn và nối thành ba chỗ luôn. There is, there is. Khi nối như vậy thì các bạn đọc như thế này. If there is a problem, contact me via the switchboard. Câu cuối cùng là yes boss. Vâng, yes boss. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.